Tín hiệu tích cực từ phản ứng thải độc. Phản ứng thải độc là hoạt động rất cần thiết của cơ thể giữ cho cơ thể không bị nhiễm độc, thường xảy ra vào thời gian đầu áp dụng thực dưỡng và không nên hoảng sợ, đặc biệt là trong thời gian ăn theo đúng lịch trình khoa học của phương pháp thực dưỡng. Phản ứng thải độc thường xảy ra, đây là dấu hiệu chuyển biến tốt, nên mừng hơn lo. Người ta thường bỏ cuộc vào lúc này vì không chuẩn bị tâm lý trước. Thực chất đây là những triệu chứng suy giảm của các chứng bệnh đang mang trong người. Tiên sinh Osawa của Nhật Bản gọi các phản ứng này là cuộc giải phẫu cuối cùng. Cố gắng chịu đựng vài ngày và các phản ứng sẽ hết và bệnh của chúng ta sẽ khỏi. Phản ứng thải độc đi qua nhiều đường như là đường cầu, đường tiểu, ra tuyến mồ hôi, qua da ngoài như là ngứa, nổi mụn nhọt, chàm, vải nến, mệt mỏi, nóng sốt, ho, đau đầu, đau nhức cơ xương khớp, cảm giác nhược cơ, chân tay không nhấc lên nổi. Con người chiều đi làm về vừa nằm lên giường liền không ngồi dậy nổi, giống như không còn một chút sức lực, nằm luôn ngủ một giấc đến sáng và đi làm bình thường không có gì xảy ra. Chỉ xảy ra vài lần trong vài tuần đầu. Đau đầu thường xảy ra vào khoảng những tuần đầu trong khi ăn số 7, có thể kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Buồn nôn thường nôn cả đồ ăn và mật, chán cơm. Đừng ngại cứ ăn ít lại, vài ngày sau sẽ ngon trở lại, vẫn làm việc bình thường. Chảy máu cam, đôi khi thổ huyết hoặc đại tiện ra máu, chảy máu tai. Hầu hết các triệu chứng này đều chấm dứt sau đó. Phụ nữ có thể ngưng kinh nguyệt từ 1 đến 6 tháng, sau đó sẽ có lại bình thường. Nam giới đôi khi sẽ có triệu chứng bất lực một thời gian ngắn. Thường xảy ra táo bón vào lúc đầu do thiếu hơi nước và do giảm lượng thực phẩm. Có thể không đi cầu trong một tuần, không nên dùng thuốc nhuận trường, chịu khó chờ đợi, việc đi tiêu sẽ điều hòa trở lại. Sụt cân, xanh xao, tái mét do cơ thể tống các chất độc và chất dư thừa ra ngoài qua đường da. Mồ hôi trong thời gian đầu thì có mùi nặng rất là khó chịu. Vì các chất độc và chất dư thừa thường thải qua đường cầu và đường tiểu, nhưng thải không hết nên phải thải qua đường da và đường mồ hôi. Sau khi thải hết những chất không cần thiết này, da sẽ trắng hồng, tươi nhuận trở lại và người sẽ cân đối trông trẻ hơn so với tuổi tác. Nổi mề đay, mẩn ngứa, mụn, u nhọt trên da do cơ thể thải chất độc. Không nên gãi vì càng gãi càng ngứa. Người bệnh gan thường bị ngứa nhiều hơn, có thể hơ nóng chỗ ngứa bằng sức nóng dưới đèn hồng ngoại, áp đá muối đã hơ nóng hoặc chườm muối nóng, ngứa kéo dài trong vài tuần. Lột da hai bàn tay hết lớp này đến lớp khác, sau đó sẽ hết. Thường tăng đau nhức và sưng khớp tạm thời đối với bệnh phong thấp hoặc đau lưng, tức ngực, ù tai, có thể hơ hoặc là chườm nóng vào chỗ đau. Về tinh thần, có thời kỳ dễ phát cáu, cọc cằn chán đời. Biết được điều này để kiềm chế không cho xảy ra những phản ứng thái quá. Giấc ngủ ngắn lại, thường có mộng mị lúc đầu, đôi khi rất nhanh nhưng không hề có sự mất ngủ. Nước tiểu thường có màu rất đậm và chứa nhiều chất lạ. Người bệnh thận và bàng quang có thể tiểu ra máu mủ vài ngày. Nước tiểu bình thường là trong vàng sậm. Có trường hợp sưng bọng đá nhẹ và tiểu rác vài hôm, đôi khi cảm sốt thình lình trong 24 đến 48 giờ rồi dứt đi cũng thình lình. Người bệnh tim có thể hai chân bị tím bầm như quả bồng tơi chín từ hông trở xuống trong thời gian ăn số 7. Mặc dù có cảm giác mệt mỏi vào lúc đầu, cũng cần phải tiếp tục công việc và cố gắng tập vài cử động thể dục hàng ngày. Các phản ứng thải độc đến càng nhanh và càng dữ dội thì bệnh lành càng nhanh. Không phải ai cũng phải trải qua hết những phản ứng này. Mỗi người phải trải qua vài phản ứng thôi, tùy theo bệnh mà mình đang mắc phải. Đến khi cơ thể không còn độc tố nữa thì các phản ứng này cũng sẽ chấm dứt. Ha ha ha, 问什么的说